Còn giống như em thấy, giống như những cặp yêu nhau thì đa số là con trai sẽ nhường con gái nhiều hơn. Thì tất nhiên là con trai thì người ta nhường con gái rồi. Để nó có một cái hạnh phúc lâu dài, đòi hỏi cả hai bên phải có sự chia sẻ, thông cảm. Đúng rồi, thì khi mà về chung một nhà thì phải có sự thông cảm, chia sẻ và hiểu nhau, cũng như là chịu đựng nhau vậy đó. Cặp đôi của chúng ta ngày hôm nay cũng đã có mặt rồi. Tường sẽ không để quý vị chờ đợi lâu nữa. Tường sẽ ra ngoài và đưa bạn gái ngày hôm nay vào. Rồi, mời hai anh chị chúng ta tháo mặt nạ ra. Bây giờ hai bạn sẽ phải giới thiệu thật to lên để cho đối phương có thể nghe được những thông tin cá nhân của mình nha. Bây giờ anh giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia và quý vị khán giả. Em tên là Lương Văn Điệp. Lương Văn. Văn. Dạ. Điểm. Điệp. Điểm. Điệp. Điệp. Dạ. Lương Văn Điệp. Trời ơi, nói lớn lên ngồi kế bên mà tôi còn không nghe được, sao bên kia nghe. Lương Văn Điệp. Vâng. Điệp ơi, mai lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Anh nói lớn lên xíu, rồi tiếp tục. Hiện tại đang làm công việc ở bên Hồ Đồng Nai luôn. Em làm về lĩnh vực cơ khí, chế tạo cơ khí CNC. Mình làm cụ thể là làm gì? Làm bên lập trình CNC. À, lập trình. Rồi, mình sinh năm bao nhiêu anh? Dạ, 83. Sinh 83, 36 tuổi. Dạ. Tên Điệp. Dạ. Ở Biên Hòa. Biên Hòa. Làm lập trình CNC. CNC. Quê mình ở đâu? Quê ở Nam Định chị. Quê Nam Định, vào Biên Hòa ở lâu chưa? Vô năm 97. Rồi hiện tại đang sống với ai ở Biên Hòa? Sống với ba mẹ. Sống với ba mẹ. Rồi, tới mời em gái. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào tất cả các khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Phượng. Em hiện đang ở Đồng Nai á chị. Ở đâu? Ở Đồng Nai, Hiền Đức. Hiền Đức. Dạ. Dạ, hiện tại em đang làm chuyên viên tư vấn bất động sản. Làm ở gần nhà luôn. Mình năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em sinh năm 88. 88, rồi dạ. 31 ha. Dạ. Tuổi tác là cũng hợp lý. Biên Hòa thì cũng thuộc Đồng Nai. Dạ. Bên đây cũng Đồng Nai, cũng tiện rồi đó. Thấy là ghép hồ sơ vậy cũng ổn rồi đó. Điểm mạnh, điểm yếu của Điệp là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, nhiệt tình với bạn bè, biết làm việc nhà. Hòa đồng, biết làm việc nhà. Dạ. Vậy còn khuyết điểm? Khuyết điểm là sợ độ cao, với lại hay thức khuya dậy trễ, 11 giờ hoặc 11 rưỡi. 11 giờ, 11 rưỡi, sáng mấy giờ dậy? 7 giờ. Vậy 11 giờ, 7 giờ là cũng hợp lý, giờ đó giờ đẹp rồi. Thường người ta ngủ 10 giờ. Ai ngủ 10 giờ? Gà hay sao mà ngủ 10 giờ? Rồi còn mình thì sao ạ? Điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em thích nấu nướng, tò mò những món ăn ngon, lắng nghe người ta chia sẻ, mà lâu lâu mới hiểu. Luôn lắng nghe mà không có hiểu. Dạ đúng rồi, điểm người ta mình khó hiểu lắm chị. Chỉ mình đôi lúc mình còn chưa hiểu được. Dạ đúng rồi. Còn điểm yếu hả? Em không thích bộc lộ bản thân nhiều. Gặp người lạ thì ngại nói chuyện, ngại tiếp xúc nhiều. Vậy mình sẽ ít mối quan hệ. Dạ đúng mình cũng rồi. Khó. Chính vì vậy mình phải cần tới chương trình đó. Dạ. Mình phải dạn dĩ lên chút xíu. Mình cũng phải mở lòng mình ra, người ta mới tiếp cận mình được chứ. Tình trường của em hiện tại là như thế nào? Trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua được một mối tình. Bao lâu rồi em? Dạ chắc cũng khoảng 5 năm rồi. Bạn đó cũng là mối tình đầu của em luôn. Quen được bao lâu? Quen 2 năm thôi. Hồi đó là thích bạn đó từ hồi năm cấp 3. Đến khi đi làm rồi mới bắt đầu hẹn hò. Cũng tính tiến tới hôn nhân rồi. Nhưng mà sau do gia đình bạn đó không muốn con gái bên đạo á chị. À em là có đạo. Dạ đúng rồi. Ủa anh là đạo gì? Thiên Chúa. À vậy là hai gia đình có đạo luôn là hợp rồi đó. Không thuyết phục được hả em? Tại vì bạn đó là con trai một. Cho nên thôi, đường ai nấy đi. Rồi còn mình, tình trường sao nè, Điệp? Em có hai mối tình. Đầu tiên 25 tuổi. Tình thứ hai 30. Hai tuổi bọn em nó không hợp tuổi nên là hay xung khắc. Nên là hay cãi nhau. Đạo Công giáo có đi coi tuổi nữa hả? Dạ, bên Đạo Công giáo thì không. Nhưng mà em quan sát thấy nhiều bạn bè với anh em, nhiều cái tuổi nó xung khắc mà thấy hay cãi nhau cho nên là. Bên em là tiến tới hôn nhân có đi coi tuổi gì không? Dạ không chị. Lúc đó là cô đó tuổi gì? 92 là tuổi thân. Tuổi thân, ừ. Mình là tuổi gì? Hợp. Em tuổi gì? Em tuổi con rồng. Rồng là thìn. Dạ. Vậy là hợp rồi. Bạn gái cũ có cái chỗ nào không hợp với mình à? Cô quá mạnh mẽ, không nhìn nhượng. Không có nhường nhịn mình. Vâng. Không nghe lời mình. Không phải không nghe lời mà hôm đó nó có gặp cái chuyện nữa là có một cô bạn nhắn tin cho em, bạn đồng nghiệp. Cô phát hiện ra tin nhắn, chuông kêu rồi cô đọc, cô ghen, rồi hai bên cãi nhau. Oh.
chia tay. Nhưng mà mình có cái gì với cô kia không mà để người ta ghen? Người ta hay mời đi uống cà phê. Lúc đó nhắn tin là lúc đó mấy giờ? 9:30 tối. Ban đêm mà đồng nghiệp 9:30 tối mà nhắn tin rủ đi uống cà phê, bạn gái không ghen mới lạ, đúng không em? Chắc là mình cũng có cái gì đây. 9:30 sáng uống cà phê, 9:30 tối uống cà phê cái gì? Lúc bây giờ không có hiểu nên không nói rõ, nên ngồi dứt khoát nói rõ nên để cho người coi ta là biết. Bạn gái chia tay luôn. Mà bạn gái là rất mạnh mẽ. Dạ. Ngoài ra bạn gái có khuyết điểm gì không? Lúc đầu là người ta hay uống, thấy uống bia nhiều nên em không thích. Cổ hả? Cổ uống bia hả? Vâng. Uống nhiều lắm hả? Mấy chai hả? Mấy chai, phụ nữ uống mấy chai cũng bình thường. 1-2 chai thì không sao, chứ 6-7 chai là nhiều. Thí dụ cô xỉn vô cô làm gì? Xỉn vô thì nói lung tung. Nói lung tung. Gì nữa không? Ói ra. Ói hả? Vậy là không được rồi, uống hơi lố tai rồi. Buồn không? Rồi sau khi chia tay có buồn không? Cũng buồn. Không, về về nhà rớt vài giọt nước mắt. Khóc luôn hả? Vâng. Thế mình có uống bia được không? Chắc uống được ít thôi chị. Mấy chai? Em uống chắc 5 chai. Có khi nào say ói chưa? Chưa bao giờ. Bên đây 6 chai là ói chia tay rồi đó, em 5 chai hả? Em 5 chai mà không đến nỗi say ói đâu. Vậy là tủ lượng em dữ à? Dữ hơn cô kia nữa à? Cũng tạm tạm ạ. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng mình muốn kìm người bạn gái như thế nào? Em muốn một người biết chăm lo gia đình, một chút truyền thống, một chút hiện đại. Mẫu về ngoại hình? Ngoại hình thì dễ nhìn một xíu. Cụ thể đi. Cao, thấp, mập, ốm, tóc dài, tóc ngắn, trắng, đen, hiện đại, cổ điển. Cao một xíu, 1m57 trở lên chẳng hạn. Em cho chị mượn cái hình của em coi. Ảnh ở trọng á, em ráng kiếm ảnh nha. Đó, kiếm đi. Có dạ. Cô gái ấy ở trọng á. Còn mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào, nói cho Tường nghe coi nè. Dạ, về ngoại hình thì chắc phải cao 1m7. Cao 1m7. Dạ. Anh cao 1m7 không? Dạ, em cao 1m7. 1m7 á. Sạch sẽ, gọn gàng, không có để râu, không bụng bia. Không bụng bia? Dạ. Tính tình thì có thể cởi mở, rồi chịu lắng nghe, không quá độc đoán gia trưởng. Không có râu mà hơi nhiều lông. Tai lông không à? Lông không hả? Trong này không thấy ai có lông ta. Lông ta sao em thấy được trời ơi. Lông tay mà chị. Ừ, nhưng mà cái hình chụp xa sao thấy được lông tay. Hay lông tay ai cũng có mà. Quan trọng là nhiều hay ít thôi. Nhiều. Nhiều quá hay mình cạo. Vẫn đi quát luôn em. Dạ. Ha. Rồi, chọn ra được cổ chưa? Đây. Đâu? Tại sao chọn cô đó? Thấy cô ấy dễ thương. Cô ấy dễ thương. Rồi giữ cổ đi, chút nữa gã cổ cho. Kiếm được ảnh không? Em nghĩ chắc anh áo xanh. Anh nào? Anh áo xanh. Xanh nào? Xanh này ạ. Lý do sao chọn anh đó? Nghe cái giọng. Nghe cái giọng mà biết anh áo xanh. Em đoán vậy thôi chứ cũng không biết. Trời ơi, hai người này siêu à, thần thánh rồi. Bây giờ mình cứ cầm tấm hình lên đi ha. Cửa trái tim mở ra rồi mình so coi có đúng với cái gương mặt ngồi đối diện mình hay không nha. Mở cửa trái tim. 1, 2, 3. Xem đi, chúc mừng các bạn. Mà em đoán gần đúng rồi đó. Em tính chọn anh áo xanh này nè. Tôi nghe áo xanh, tôi tưởng xanh đó rồi. Xanh kia, trật lất. Ở đó ba bốn anh nào cũng áo xanh hết trơn á. Dạ. Còn bên đây, vậy là cũng thích hiện đại đúng không? Dạ. Dạ, hai người đều sai hết trơn rồi, giờ sao đây? Sai rồi, phạt đi anh. Hút hết đó được không? Bây giờ tặng quà trước đi nè. Tặng em. Rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Hoa đẹp quá à. Có hoa hồng tuyệt vời. Em cũng có món quà gặp mặt đầu tiên, cái này là em tự làm. Wow. Dạ, em hy vọng một ngày nào đó con thú này sẽ có về nhà với em nói chung một đôi. Ồ, mở ra chị xem coi, chị tò mò quá. Rồi ngồi xuống đây cưng. Dạ. Có nghĩa là em làm hai con. Dạ. Tặng ảnh một con. Dạ. Lấy ra coi con gì anh. Trời, nãy giờ tôi chưa thấy con thú gì luôn, ta tự làm đó. Ồ, con gì đây? Con thỏ hả em? Thỏ. Dạ, con thỏ. Trời ơi, chết rồi. Em làm thỏ không ai nhận ra gì ạ. Thỏ nhận ra thỏ không? Dạ, con thỏ. Nhận. Cảm ơn. Bây giờ sao, muốn hình phạt gì đây? Muốn hát hay muốn hít đất? Hát chị. Rồi, hát đi. Hát lớn nha, hát nhỏ tôi bắt hít đất á. Anh đứng nơi đây chờ em tan trường về. Cầm trên tay đó hoa thật xinh để trao tặng em. Ngồi nơi đây anh mộng mơ, ngồi nơi đây mãi mong chờ. Chờ gặp em mặc cho trời mưa hay trời nắng. Cô bé kia ơi, này em tên là gì? Chạy theo em mệt ghê mà sao chẳng nói ra một câu. Chàng đẹp trai là anh đây, chàng đẹp trai mãi chung tình. Tại vì sao hay là em không tin anh nói? Anh đẹp trai nhưng mà anh chung tình.
đằng sau anh có bao nào mà tính mạnh vẫn không mang, tại vì sao? Tại vì anh yêu em đó. Trời ơi, tới phiên là mình đi. Em hát điệp khúc được không? Tại trí nhớ em hơi kém. Chị hát được okay, một lần. Ok, mời em. Nếu anh đi, trái tim này buồn biến mây. Dù biến trong lòng, còn yêu còn thương lắm đây. Nếu anh đi, hãy cho em được nói yêu anh một lời. Dù tên ta bỡ đôi. Không nhớ. Rất là hay mà hát sao mà sao vậy? Rung ạ. Rung đó hả? Dạ. Tôi tưởng nó vừa hát vừa khóc chứ. Rồi bây giờ hai bạn sẽ có những thời gian để mà mình tâm sự với nhau, tìm hiểu cho kỹ. Thì Tường sẽ ra ngoài mời hai bạn cùng thưởng thức bữa ăn trưa tại nhà hàng. Bây giờ các Tường mời hai bạn thưởng thức cái món là gà nướng lá chanh tại nhà hàng Mận Đỏ nha. Món gà nướng lá chanh không thể nào cưỡng lại được mùi thơm của chanh hòa quyện vô mùi thơm của gà nướng ăn kèm với xôi nếp Việt Nam. Wow, đây là một món trong những cái món của nhà hàng Mận Đỏ. Không khách nào mà bỏ qua món này được khi mà bước vô nhà hàng Mận Đỏ nha quý vị nha. Tuyệt vời. Vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau. Ít phút rồi chị Tường quay lại nha. Em mời anh nha. Rồi, cảm ơn em. Hồi nãy anh nói anh tên gì nhỉ? Anh tên Điệp em. Anh làm ở đâu? Anh làm ở Biên Hòa, Biên Hòa 2. Anh làm cái gì? Anh làm về bên ngành cơ khí. Em đấy, em là nhà dưới gần Phước Tân đúng không? Long Phước. Long Phước. Long Phước là gần Tam Phước không? Đúng rồi. Anh xuống đó bao giờ chưa? Có xuống đó. Thời gian làm hành chánh là từ mấy giờ đến mấy giờ? Em làm từ 8 giờ cho tới 6 giờ. Cái làm vậy thì chủ nhật thì mình rảnh thì mình làm gì? Rảnh thì em thường ở nhà thôi. Anh rảnh thì anh làm gì? Đấy, đi cà phê hay nào? Cà phê hả? Đi cà phê một mình hay với bạn? À, đi với bạn chứ. Ngon lắm á, anh ăn thử đi. Rồi, cảm ơn em. Quan điểm của tình yêu của em là như thế nào? Như thế nào để những yếu tố gì để nó tạo nên một tình yêu bền vững, hạnh phúc? Sự quan tâm và chăm sóc. Phụ nữ thì rất là gọi là không thích nói. Ý là giống như mình thích gì cũng không muốn nói đâu. Tại thích đàn ông tự mình nhìn và tự mình quan sát và tự mình tìm hiểu. Nó có sự nhìn nhượng, vẫn có sự chia sẻ và thông cảm. Nếu mà nhường nhịn và thông cảm là giống như vợ chồng á, tức là giống như ở với nhau thì phải sẽ có sự nhường nhịn. Còn giống như em thấy, giống như những cặp yêu nhau thì đa số là con trai sẽ nhường con gái nhiều hơn. Thì tất nhiên là con trai thì người ta nhường con gái rồi. Khi mà về chung một nhà thì phải có sự thông cảm, chia sẻ và hiểu nhau, giống như là chịu đựng nhau vậy đó. Anh có hay đi chơi hay đi ăn uống hay đi xa gì không? Bình thường đi chơi với bạn bè, đi đá banh hay là đi đi đâu đó xa xa. Anh thấy món này sao? Thịt gà đúng không? Ngon. Thường thì giống như anh không đi chơi với bạn thì anh sẽ ở nhà hay đi đâu? Lúc nào mà người đi thì ở nhà xem tivi. Anh này anh xạo dễ sợ. Tôi ngồi ở ngoài tôi quan sát anh không có ăn. Cô này hỏi món này sao anh nói ngon. Ngon rồi lúc đó mới ăn. Dạ. Chắc ngon bằng mắt thôi ha. Có ăn chứ. Có ăn. Rụt rè quá, thanh niên rụt rè quá, sao lấy vợ được trời. Phải mạnh dạn lên, ta phụ nữ người ta gợi toàn hết. Nãy giờ nghe ngoài nghe cổ hỏi anh không à. Điệp chưa hỏi được một câu luôn, bây giờ Điệp hỏi một câu coi nè. Thời gian nào thì em rảnh? Nếu mà rảnh thì xong công việc thì sáng chủ nhật. Từ sáng đến 10 giờ tối không? Em sợ anh 10 giờ tối anh về là khuya quá. Khuya cũng được. Xa mà. Đi chơi nói chung con trai thì không sợ. Nhưng mà em sợ giống như mai anh còn đi làm nữa. Thì biết sao 11 giờ hơn ngủ được rồi. 11 giờ hơn ngủ và 10 giờ mới về hả? Họ không tính thời gian chạy xe về hả? Chạy khoảng 15, 20 phút. Ở đâu mà chạy 15, 20 phút? Gần Tam Phước đến ngã tư Tam Hiệp, Biên Hòa. Chắc khoảng 9 cây. Ô gần vậy hả? Dạ, anh ở trong này lâu chưa? Năm 97. 97 đến giờ hả? Là anh hiện tại là sống với gia đình? Đúng rồi, sống với bà mẹ. Nếu bây giờ tiến tới hôn nhân nè, ví dụ quen thời gian mà ok kết hôn thì mình sẽ sống ở đâu? Có làm dâu hay không? Hay là mình sẽ ra ngoài ở riêng? Hay là kế hoạch của mình trong tương lai là như thế nào? Trước mắt là làm dâu xong hồi xây nhà rồi ở riêng. Xây nhà ở đâu? Bà mẹ cho đất để xây. Cho để... chưa? Cho rồi. Cho đất rồi, đất ở đâu? Đất thì ba mẹ ở phường Long Bình. Nghĩ... Có nghĩa là lấy vợ là sẽ ra xây nhà ra ở riêng. Dạ. Thế em có ngại làm dâu không? Không ạ, nói chung là tính em nó hơi hiền nên em ai muốn nói gì nói mình cứ làm thôi. Chị thấy trước mắt hai đứa hợp nhau ở cái chỗ là mình cùng đạo. Dạ. Cho nên nó cũng dễ nói chuyện với nhau và gia đình cũng dễ tiếp cận với nhau hơn. Khoảng cách địa lý thì giờ nghe cũng gần thì cũng ổn rồi. Và ăn thua cái chính là hai bạn
có tiếp cận với nhau được hay không. Anh này thì có vẻ hơi rụt rè một chút xíu. Nếu mà quen với ảnh là em cũng phải hơi chịu chủ động mọi thứ. Mà em thì nãy em đã nói là em lại không thích cho chủ động. Nhưng mà đôi lúc đâu biết đâu mình thay đổi khẩu vị đi cưng. Mà chỉ là phải bình em, điệp em phải mạnh mẽ lên, tự tin lên. Phụ nữ đương nhiên người ta chủ động được hết á. Nhưng mà người ta đôi lúc người ta phụ nữ mà, người ta muốn được quan tâm, được hỏi han, được chăm sóc người kia. Chứ mình mà thụ động quá thì cũng hơi khó. Tự tin lên nha. Bây giờ để cho hai bạn có thể là thoải mái hơn một chút xíu thì Tường cho hai bạn bóc một cái lá thăm của chương trình ha. Đọc lớn yêu cầu trong đó ra, mình thực hiện cho vui nè. Em thích chàng trai nam tính, anh hãy chứng minh độ nam tính của mình bằng một vài động tác. Đó, bóc trúng này luôn, chắc thấy anh này ẻo lạ quá đó. Giờ mình làm sao để thể hiện sự nam tính của mình nè. Lông lá thấy nhiều rồi đó mà chưa thấy men chút nào hết trơn á. Gồng tay. Gồng tay hả? Rồi đâu gồng coi có gì không? Gồng, đó gồng nha. Trời, tay trắng dữ vậy chắc không có chơi thể thao rồi. Hết cỡ rồi đó hả? Dám thua con chuột tôi lắm à. Này hơi lười chơi thể thao, ngày trước em có chơi nhưng mà dạo này lười chơi. Ủa em vậy có thể hiện được nam tính chưa? Chưa, em gồng cũng được mà. Làm gì nữa? Này chắc về phải đi tập tạ. Ở bây giờ này thể hiện cho người ta coi mình nam tính nè. Nắm tay người ta cái. Nắm tay là thể hiện nam tính hả? Nắm tay là thể hiện nam tính hả? Rồi qua thể hiện nam tính thử coi có nam tính không. Sao mà tôi thấy nam tính đó nha. Cho anh nắm tay em tí. Dạ. Rồi cảm ơn em. Ủa vậy là nam tính đó hả? Em thấy sao? Vậy thì đâu có gì đâu là nam tính đâu chị. Bây giờ trước tiên em phải làm sao nam tính để cuốn hút được cổ mới hẹn hò với em, mới yêu đương, mới đến cái đoạn cuối chứ. Em thơm tay một cái. Thơm tay là thể hiện nam tính thôi, em lời quá. Nhưng mà lời thiệt luôn đấy chị. Vậy giờ ý em muốn anh làm gì để thể hiện nam tính nè? Chống đẩy 10 cái được không? Chống đẩy 10 cái được không? Chống đẩy hả chị? Hít đất á. Hít đất à. Em thì em ít. Ít thì thử coi được mấy cái. Dạ anh cứ làm được mấy cái. Đếm đi em gái đếm đi cưng. 1 2. Không được thì dừng lại, đừng ụp mặt xuống đất nha. 4 5 6 7. Rất chậm chạp. 8 cái hết sức chứ không được 10. Thôi vậy cũng được rồi. Thôi 8 cũng được trên 10. Rồi 8 trên 10. Rồi xác suất sức khỏe. Trời ơi cái gì đó dữ vậy. Ổn không em, nhịp tim ổn định không? Chắc là huyết áp ổn định. Huyết áp ổn định ha. Tới phiên mình nè. Giờ mình sẽ bóc một lá. Đọc lớn lên coi. Em hãy quan sát anh thật kỹ. Điểm nào ở anh em thấy ấn tượng và thích thú nhất? Quan sát ảnh thật kỹ. Điểm nào ở anh này làm em cảm thấy ấn tượng và thích thú nhất? Nói thật lòng nha. Đây cho nãy giờ ta cũng hít đất thiệt tình rồi đó. Chắc cái mũi đi. Cái mũi hả? Dạ. Cái mũi anh sao mà ấn tượng mà thích thú nhất? Thích gì nữa cái mũi ổng? Mũi gọn. Đẹp. Dạ. Trời ơi tôi nhìn đây nãy giờ tôi chưa thấy cái chỗ nào. Tại đẹp. Tại vì bị hơi bị nhỏ xíu nhưng mà nếu mà cà láng hết vẫn rất đẹp. Nghĩa là cái form mũi đẹp. Dạ đúng rồi. Vậy mà cũng nhìn ra được nét đẹp tiềm ẩn của ảnh. Thôi được rồi, người phụ nữ ấy nói đẹp là đẹp. Và bây giờ vậy, hai bạn nhìn thẳng vào nhau 30 giây. Điệp hãy nói thật lòng mình. Khi mà cánh cửa trái tim này mở ra cho đến bây giờ thì cảm xúc trong người bạn như thế nào? Cảm xúc anh thấy vui. Thấy em rất là hào hứng và vui vẻ, dễ thương, hoạt bát. Thế còn em, hôm nay em cảm nhận như thế nào? Dạ, hôm nay thì cảm nhận rất là vui. Vậy thôi, chưa biết gì hết. Đơn giản, phụ nữ đơn giản mà vui nhiều. Vui là được ạ. Nhiều ý nghĩa lắm. Thôi được rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Bấm nút là mình trở thành một cặp đôi tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. Nếu như mình không có một cái sự rung động nào từ trái tim thì mình không cần bấm. Suy nghĩ thật kỹ, kiểm tra lại cảm xúc của mình từ nãy đến giờ. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, ta đưa ra quyết định. Bây giờ nhắm mắt lại hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Trời ơi, tôi tưởng đâu là sẽ có người không bấm mà ai dè hai người cùng bấm. Mời hai bạn qua đứng bên đây. Thậm chí hai bạn cùng bấm mà hai bạn bấm rất nhanh quý vị. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hẹn hò rồi chúng ta nắm tay nhau. Mời hai bạn tặng nhau một đầu tiên để kỷ niệm ngày tham gia chương trình. Hôn em một cái. Đây Tường xin gửi tặng cho hai bạn ha. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Hy vọng rằng hai bạn này cũng sẽ sớm báo tin vui cho chương trình. Và bây giờ thì Tường cũng đã hoàn thành cái vai trò của mình ngày hôm nay rồi quý vị. Chúng ta sẽ tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị nhé.